Vận động viên Trung Quốc chết lặng vì bị gãy vợt sau khi giành huy chương vàng bóng bàn. Giành huy chương vàng môn bóng bàn nội dung đôi nam nữ ở Olympic Paris 2024, nhưng tay vợt số 1 thế giới Wang Chuqin đã vô cùng bực tức khi phát hiện vợt của mình bị người khác làm gãy. Trong trận tranh huy chương vàng nội dung đôi nam nữ môn bóng bàn tại Olympic Paris 2024 diễn ra vào tối ngày 30 tháng 7, giờ Việt Nam, cặp đôi Wang Chuqin và Sun Yingsha của Trung Quốc đối đầu với cặp đôi Ri Jong Sik và Kim Kum Yong của Triều Tiên. Với bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu dày dặn, cặp đôi đang xếp hạng số 1 thế giới của Trung Quốc đã đánh bại đôi vận động viên Triều Tiên với tỷ số 4-2 giành tấm huy chương vàng quý giá. Đây là huy chương vàng thứ 6 cho đội tuyển Trung Quốc tính đến tối ngày 30 tháng 7 và là huy chương vàng đầu tiên cho đội tuyển bóng bàn quốc gia tại Thế vận hội Paris. Tuy nhiên, sau trận đấu, một tình tiết bất ngờ đã xảy ra khiến nhà vô địch Wang Chuqin cảm thấy bực tức, liên tục hét lớn dù có rất đông người hâm mộ xung quanh anh. Theo đó, khi đánh bại đối thủ ở set đấu thứ 6, Wang Chuqin đã ném vợt để ăn mừng cùng đồng đội Sun Yingsha. Tuy nhiên, ít phút sau anh phát hiện ra cây vợt của mình đã bị ai đó giẫm gãy và không thể sử dụng được nữa. Điều đáng nói là ngay sau khi giành huy chương vàng nội dung đôi nam nữ, Wang Chuqin vẫn còn phải tiếp tục thi đấu ở hai nội dung khác là đồng đội nam và đơn nam. Người phát hiện ra vợt của Wang Chuqin bị giẫm gãy đầu tiên chính là huấn luyện viên Xiao Zhan. Vị huấn luyện viên của Trung Quốc phải ôm lấy Wang Chuqin để xoa dịu cơn nóng giận của cậu học trò đang bộc phát mạnh mẽ lúc đó. Theo truyền thông Trung Quốc, thủ phạm làm gãy vợt của Wang Chuqin được cho là một phóng viên ảnh ở Olympic. Phóng viên ảnh phải chịu trách nhiệm khi giẫm gãy vợt của tôi. Có thể lúc đó anh ta không nhận ra điều đó, nhưng tôi cảm thấy rằng với tư cách là phóng viên ảnh của Olympic, đặc biệt là tại địa điểm thi đấu, họ nên có tiêu chuẩn ứng xử và tính chuyên nghiệp cao hơn, Wang Chuqin chia sẻ với truyền thông sau sự cố. Tay vợt số 1 thế giới thừa nhận anh buộc phải sử dụng vợt phụ để thi đấu trong những ngày tới. Với tình huống này, tôi buộc phải dùng vợt phụ để chơi. Tôi cảm thấy như đó là định mệnh vậy, Wang Chuqin bực tức nói thêm.